hàng chục nghìn mét khối đất bãi ven sông ngày ngày bị lấy đi công khai. Ấy vậy mà chủ tịch xã trả lời quanh co từ không biết có sự việc đến nói khó xử vì lý do là chỗ thân quen. Đó là thực tế đang gây bức xúc trong nhân dân ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội, khi mà hàng nghìn hecta đất bãi bồi ven sông Hồng đang bị công khai khai thác vô tội vạ. Có mặt tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng mà người dân thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội phản ánh về nạn đất tặc hoành hành, phóng viên báo Dân Sinh đã ghi nhận được hàng chục nghìn mét khối đất đã bị lấy đi, để lại những vũng ao hồ lớn. Tại điểm khai thác đất, nhiều xe công nông đầu ngang, ô tô xếp hàng dài chờ tới lượt được chuyển đất lên xe. Gần đó có một chiếc cầu luôn làm việc hết công suất để vục từng gầu đất từ bãi bồi lên xe, để lại từng miệng hố lớn. Một người dân ở đây bức xúc cho biết, ngày ngày có cả trăm lượt xe chuyên chở đất ra vào ở đây. Họ còn làm luôn cả con đường lớn từ trên đê xuống để tiện cho xe đi lại để vận chuyển đất. Chú nhìn thấy đấy, họ đào bới xong là để lại những cái hố sâu thăm thẳm. Chỉ sơ sẩy, trẻ em trượt xuống đấy là tai nạn ngay. Cứ thế này chẳng mấy mà cái bãi này biến mất. Tài nguyên của quốc gia mà họ cứ đào bới mang đi bán lấy tiền, chả hiểu chính quyền ở đâu nữa. Mang vấn đề bức xúc này trao đổi với ông Lã Văn Loan, chủ tịch xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội, thì ông này nói vấn đề này tôi chưa được báo cáo. Quanh co một hồi lâu thì ông Loan cho biết việc này khó xử lý vì là chỗ thân quen. Nó lại là có quan hệ của bà con thân thuộc, của làng xóm mình sống với người ta đây, toàn là người bà con người nói mà cái việc mà bảo làm ngơ nhưng mà làm ngơ, nhưng mà ngăn chặn xử lý để chia đẻ thì rất là khó. Dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng ông chủ tịch xã Phú Cường đang cố tình làm ngơ cho việc khai thác đất ở đây? Hay có một uẩn khúc nào khác trong vấn đề đất tặc lộng hành giữa ban ngày? Có hay không sự tắc trách trong quản lý địa phương ở đây? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.